Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là anh Nghi đây. Chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục với Shishipa tập 2. Và trong tập này thì giữa khi offline, mình đã chơi được một chút và mở được cái thằng mà làm bực đấy. Thì như các bạn đã thấy, mình đã mở nó và mình đã nâng full nó, nên nó chỉ có một dấu số 1. Mình nâng mấy nhiêu tiền thì cũng không có đủ. Và mình cũng upgrade ba cái phần upgrade ở dưới, mình cũng đã nâng được tạm tạm lên một chút. Yeah. Khi như tập trước thì mình thấy có 5 lượt xem và một trong 5 bạn lượt xem đã đích like cho mình, nhưng mà vẫn có một bạn like cho mình. Mình rất cảm ơn các bạn. Đây cái quán kế tiếp đó là cái quán mà đã trước tiền ít hơn rất là nhiều, và mình cứ tiếp tục băng con mực upgrade. Và mình nghĩ là ba cái upgrade nào mà tiền thì mình sẽ nâng trước, nhiều tiền mình sẽ nâng sau, các bạn hiểu chứ? Và mình cảm thấy là quán của mình khá ít người, chỉ có 8 cái ghế thôi. Mà mình băm con mực hoài mà con mực không có hết, các bạn đã thấy ấy. Đấy. Băm hoài không hết. Ôm lên cấp nhận tiền. Mình không thể bình luận được nữa, nên mình sẽ chọn nhạc vô nha anh em. Mình đã bình luận được, và chờ mình một chút. Đây, tiếp tục bình luận thôi nào. Xin lỗi anh em nha. Đây, hai quán cũ và quán mới. Theo như là game sushi pa này nó tượng trưng cho món sushi huyền thoại của Nhật Bản, và chờ mình để gắn ốp vô đã. Anh gọi. Ok anh em, mình đã gắn xong và cứ tiếp tục bấm vô cái thằng tạo sushi mực lên cấp. Mình nghĩ là tiếp theo sẽ có một clip về game mới thôi, hay là game liên quân. Và game này anh em hãy chuẩn bị cho mình sẵn một cái điện thoại mà có một cái kính cường lực trước nha anh em. Game này bắn thì bấm gì coi chừng vào cái màn hình ấy là vỡ màn hình ấy nhé. Mình nói thật đấy, màn hình của mình gần nứt tại cái tờ sushi pa này.
mình cày để quay cho anh em xem. Mới làm việc nên mình bị thở mạnh á, là mệt một chút. Mong anh em thông cảm về những cái tiếng phù phù của mình nha. Bye bye anh em nha.